quá chơi khỏe. Nên là tao còn bàn giá. Mà chị phải không? Cái sữa insulin này nó khỏe lắm. Cho nó khỏe lại, chị không ăn được nhiều thì ráng uống đi. Nghe ráng uống như bà sinh hồi xưa đó, một ngày 10 lon. Cô thà rất đẹp. Kinh lắm á. Chị ráng uống đi, nghe. Ráng thì tôi biết là khó chịu lắm, nhưng mà ráng uống đi nghe chị. Nghe. Cái này là phải Đà Lạt đó, nó biếu gì đó. Cái là có thầy, không phải là tôi kể, có thầy nó nghe còn là tôi mua uống cho muốn cho cụ uống cho khỏe đó, rồi đi thăm bệnh là dường như là ai cũng khỏe trên đây coi. Còn hiện nghe chỉ trừ ra khi nào mà tôi không dám nói gì thôi, chứ rồi thăm bệnh là phải sống thọ nghe. Cụ hòa pháp tranh gì của người ta tự nhiên. Diệu Hương. Nay 70 mấy rồi. Có mặt rất đẹp chứ, cô ba coi nè. Hồng hào giống như tiên. Không, thiệt nói cô phải là trò nói à. Không phải là nói là bệnh định nghe. Bà mà hết kiếp này là bà thành tiên á, bà sung sướng. Dầu rằng á có tánh thì cũng thẳng cũng hay, nghĩ sao nói vậy người ơi, nhưng mà không có gieo cái ác nghiệp, cho nên chắc chắn là thành tiên về trời. Chứ thường mấy người mà thẳng đẹp lão quá trời, ai cũng nói mà trời còn gì nữa, sướng chết. Nhưng bữa nay thì hơi gọn lại. Đang ông Đang, cụ Hòa kêu rồi ông Đang. Dạ. Bác kêu ông lại ngồi cần cần nhé nè. Nắm tay là vậy. Tự nhiên huynh đệ bạn bè thầy trò đương vui quá, sao tự nhiên cắt đứt là mất tiêu rồi, đi mất tiêu. Ngồi xuống đi, ngồi xuống chơi. Không thấy vậy. Bà, rồi chuyện đó. Cái gì cũng vậy. Cái gì cũng vậy. Chị lên đến tuyệt đỉnh thì thế nào phải đi xuống chứ không đi. Không muốn cái nào đi. Nhưng mà chưa tới đỉnh mà. Hả? Chưa tới đỉnh mà. Chị chưa tới đỉnh. Tới đỉnh chưa? Chưa. Tới rồi hả? Cho ông này nói bà chưa tới đây. Sắp thôi chứ chưa tới. Sắp thì sống của cô. Vì sống nó căng như cái dịch nó dọa phải lên. Chị nghe lời tôi. Nó là mỗi ngày. Biết không? Nghe. Cũng là cái duyên của chị nữa. Nghe. Biết là cái duyên rồi, nhưng mà sự duyên là cái duyên mà mình vui vẻ nhau, mà tới lần cũng dường cho thầy rồi. Mình vui vẻ, mình cười. Thì lúc nào tôi chạy vui vẻ với chị, có bây giờ tôi có cái rượu đâu đó. Thì hồi xưa giờ tôi uống rượu như vậy. Không, bà xin lỗi hai vị nha. Cái đó mới biểu hiện là gọi là vô thường. Vô thường. Không biết ông ở đâu kiếm. Nè, tôi mới đi theo thầy này nè. Tôi mới đi theo thầy ngoài chứ tôi đâu có chạy đâu. Theo thầy này, nhưng mà theo thầy này có chút xíu ông sọt lên. Ông giọt lên. Nữa, bắt đầu kể xấu nữa. Sao chị còn nhớ tôi vậy á? Cái thân cu ly, sợ gì không? Cân cu ly phải trả nợ thôi. Chị đỡ lắm mà, chị còn hơn tôi nhiều lắm. Đẹp tôi đứng ra tôi ghen với chị á. Chị đỡ quá, chị không có lo cu ly gì cả. Ngày nào tới cu ly. Đó, ông nội này cũng vậy nè, sướng hơn tôi nhiều lắm. Cùng một kiếp người cả mà sao ông sướng vậy? Đó, mà sao tôi khổ vậy? Có phải cái nghiệp không? Tôi sướng hơn anh, tôi sướng hơn anh chỗ nào? Đó, anh không phải lo mẹ gì hết á. Nếu ai già già nè, đến giờ tính ông qua ông đuổi tôi đi thăm chị, nhưng mà hôm qua tôi đừng đi giặt quần áo, không có thì giờ tôi đi thăm chị được. Hôm nay biết mời thầy đi thăm chị luôn. Đó chị em cũng là may chị mà ông ấy thì ông sướng thoải mái không đi được. Không, tại tôi muốn anh đi thăm bà nữa chứ thôi, tôi mình tôi đi thì cũng được. Mà có điều tôi muốn có anh đấy. Tôi bà từ xưa giờ vẫn vậy, nhưng có cái gì đâu? Xưa nay thì đâu có ai nói gì đâu. Nhớ không? Nhưng mà tôi buồn có cái sao này tự nhiên cái. Việc tích luôn rồi, tự nhiên rồi. Ai đâu cũng xa. Hết duyên rồi, chị biết không? Hết duyên rồi, vì chị không hiểu đâu, không còn duyên nữa. Chứ hồi đó chị thấy không? Mình còn duyên nữa, đầy đủ, vui vẻ lắm. Lên đỉnh rồi, tôi cũng hết duyên rồi. Đó, thì là thôi, biết đâu. Hôm nay tôi gặp chị có thể, biết đâu á.
chưa chắc ạ, chưa chắc ai hơn ai ạ, nghe. Nhưng mà thôi chị chỉ nghe lời tôi như vậy nghe, cố gắng làm như vậy nha. Khi muốn lên chùa ừ thì không rồi, không bây giờ nè à, xin lỗi đó đã là đổ đang giờ nên là còn trống mấy phòng nè, rảnh thì chạy đến ở nằm bữa hai bữa về dưới này có tôi nói chuyện rồi nghe. Bà đúng rồi, bà cụ bà ba nó ở đây để có con cháu nó chăm sóc đúng để với thầy ai mà tôi biết thầy. Rồi nhưng mà cái lời nói thì nó đúng cũng rồi. Là vui không phải, phải không bà nên... tại bà có ý nguyện là ok muốn lên chùa tại thầy mới mới theo cái lời đó thầy nói chứ không phải là không thầy muốn đi gặp chùa một tí. Thầy nguyện lên chùa mà lúc trước bởi vì Úc nó hỏi ổ bộ má không thích ở trên chùa má nghe kinh hả nó nói không. Hồi lúc trước á nó thích ở chùa nghe thầy tụng kinh niệm Phật muốn nghe kinh bây giờ má muốn tôi muốn muốn chín ngày á à giờ đưa tôi đi ra ngoài cầu 13 đúng rồi chị còn nhớ cầu 13 hả trời cái cầu nó dài lắm nha cái cầu hồng đấy cha chị nó còn cái ba nội chị đi bao giờ chưa. Trời, đi mỗi ngày. Hả trong bà nội? Đi mấy ngày đó hả? Đi đâu đó, tốn tiền chết cha được á. Đi qua đâu mà đau. Ờ, đi, nhưng mà có đi dưới hầm không? Trời ơi, sao nó nói là đi qua cầu đó mười mấy đồng một ngày. Ờ, đúng rồi. Đi. Hả? Về đây mấy đồng. Hả? Đi đâu mà đau, không biết đâu mà đau không? Không. À, à đi cúng tổ á hả? Đâu mà đau là gì? Đi cúng tổ đó. Trời ơi, cho chết nổi này, cho chết nổi. Còn nhớ cua đau quá. Chắc chị còn nhớ dữ vậy. Bà nói, trời ơi. Trời, trên đây điếc rồi như vậy, kinh khủng, sợ thật đó. Chị còn nhớ dữ vậy đó hả? Chưa chết mới nhớ. Đâu, chưa, chưa đâu. Cua không biết đâu giống như cua, giống như cua, cua sinh vậy đó. Khi mà sổ ra cái còn nhớ được cái như vậy đó. Đi ba mươi mấy mai đó. Ờ, đúng rồi. Mỗi cái cầu đó là 20 mấy mai rồi cái cầu không á. Qua cầu này còn kêu ở hầm 30 mấy. Đúng rồi đó, 30 mấy đúng rồi, cầu dài nhất. Hình như nước Mỹ này luôn đó cha. Không có cầu nào dài như vậy không á. Đúng rồi. Hả? Không có nào còn dài nhỉ? New Orleans cái cầu kia còn dài hơn cầu này. New Orleans đó hả? New Orleans cái cầu đó, cầu giữa bao nhiêu đi New Orleans. Cầu đó còn dài hơn cầu này. Thế hả? Dài nhất rồi. Cầu này dài nhất, cầu đường hầm mà dài nhất á. Việt Nam có cầu gì dài nhất thì biết đâu. Đường hầm thì nó cũng còn thì khác à. Ở đó không, cả cầu cả hầm luôn á. Cầu hầm 19, 20 mai. Nó tới 2 hầm lận mà. 2 hầm lận. 2 hầm lận, 30 mấy mai hơn. Vâng. Dạ. Đó. Cầu Việt Nam bây giờ nó có cái cầu gì anh biết đâu. Cầu cầu kiến á. Dài nhất thế giới luôn. Dạ. Việt Nam mình nhá. Thì nó về hả, nó khoe hết Việt Nam luôn á. Cầu dài quá hả? Không, nó mừng, nó nói trời ơi, đời tôi cha sinh mẹ đẻ tới giờ chị qua chị đưa tôi đi chơi. Đường đi lên đường gần New York đi qua cái cầu hầm này đá lắm ông ơi. Kể cho cái chú trò vợ bán quyền á ở Việt Nam khoe đi chơi với chị tôi đi sòng bài đi về đi chắc đi ăn đồ phi đi ngủ phi rồi đó. Tức là tiểu bang mình còn nhiều mà thắng cảnh quá ha. Nhiều lắm rồi, nhiều lắm rồi, nhiều lắm á. Đi mấy chỗ rồi. Tiểu bang này hả? Đi nhiều chứ từ đây ra DC là hôm bữa mấy cô bên La Cali qua là trở đi nhiều lắm rồi đó. Mấy lần là mấy cô bên La Cali qua mấy người lớn tuổi á. Tôi có đồng nghiệp qua thăm thầy không? Chứ không rồi đâu biết cô đó đâu. Chỗ đó là tiền bối. Không nghe cô đồng nghiệp. Thầy. Công tứ cụ Hòa là tiên kiếp sau đó. Cô đồng nhận bữa đó. Em tắt trong bạc phơ. Trong tháng bà tập tóc bạc phơ đẹp. Cô không nhớ thầy tôi nhớ quen thôi. Chứ mà không nhớ tên cô. Xong lá rồi cô mới mở cái máy ra cô nói chứ. Cô Hòa nhớ sư cô không? Dạ, đúng rồi. Bây giờ cụ bà lớn hơn ông 2 tuổi. Chính bà nói làm sao chứ bà nổi 7-8 tuổi lận ấy chứ. Bà sao mấy rồi? Cái gì sao mấy? Bà sao mấy rồi?
74. Trời ơi. Thế hả, thế sao bà Hiền trẻ dữ vậy? Bà tuổi tí mà. Ừ, bà tuổi tí thì hơn tôi 2 tuổi. 75 rồi. 3 tuổi rồi. 2 tuổi, tôi tuổi dần, 75. Bà tuổi tí, tôi 2 tuổi. Tuổi dần 73, năm nay năm dần nè. 75, đúng rồi. 75 nha. Tụi ai hỏi nó 75, 74 quá đẹp. Ừ, rồi người ta trẻ đi chứ thầy nói cao lên còn chết. Con nó bà Hiền sao? Bà Hiền bao nhiêu tuổi? Em mới 60, 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 70, 71, 72, 73, 74, 75. Tuổi già thôi. Thế hả? Tôi tới 7 tuổi lớn. Chắc mày chị dạ, lớn chứ hai chị em ruột mà. Bây giờ không phải là tôi coi bói nha. Nhưng mà nếu xin lỗi bố. Nếu năm nay mà thí dụ á, cụ có bản phần á, cụ kỳ này cũng hay của nó mất, mình mới nói là con cháu là ăn giàu. Nhưng mà phải nói 75 thì không nói 74. Thật ra 75 mình tính tính ông bà mình bà, đâu. Đúng 75 đây nói chứ 74 không được. 74 là tuổi Tây. Còn sống nữa thì tốt không sao. Thằng ra thằng quên thằng thằng em thôi hả? Mình á. Trời ơi, cái ông mà lúc trước ngồi trên chùa cứ ổng đưa ông lên chùa đưa chứ ổng đâu có làm gì được đâu, ổng làm tôi nói ông làm cha tôi hầu cho thầy, tôi hầu cho ông cái nào nữa. Bê tới miệng cho ông ăn đó, ông bị hở bên tim bốn ông bên à. Anh Hiền. Đế hả? À chị còn đứa em trai nữa hả? Chết rồi. Đế hả? Chết trẻ. Nhưng mà sao chị trông trẻ dữ vậy bà nội? Ông chết. Tôi biết tưởng bà trẻ tôi chứ ai ngờ bà già tôi. Tôi dưỡng này còn làm bánh đó cô dưỡng. Chết đó, chứ còn tôi trước là tôi lượm. Tại vì bà Hiền có 6 mấy à. Tôi lượm chị bà giờ hình trên. Sáu mấy? 67 thì bà Hiền 67 thì tôi vừa đi xin tiền già cho bà. 66 mà. Thì tôi tưởng chị 67, 68 đi chứ ai ngờ chị còn hơn tôi, nữa. Nhân 2 tuổi. Nhà tôi cũng biết là đâu bảo chị thua nhà tôi 2 tuổi thôi. Chị thua nhà tôi 2 tuổi, nhà tôi tuổi Tuất. Chị tuổi Tí, nhà thua nhà mà chị hơn tôi 2 tuổi. Đó tôi chứ tưởng chị trẻ thôi mà chị trông trẻ quá chứ kêu bà nội. Không mà ngày xưa 60 thì thấy già rồi. Nay tuổi bảy mấy rồi. Bảy mấy đó xong với tôi tới giờ người chị trẻ tôi mới nhục chứ. Nhục trời. Nhục tại vì chị trẻ quá mà tôi già quá. Nhục mới trở thành cái nục. Tại chồng chị trẻ quá gì hả? Tôi sao trông già chắc. Tối không có khen tôi trẻ quá. Tại đó lần đem chè đem đồ đem cà phê đem cái gì người. Tội nghiệp nhớ gì nè à cái số bà dắt kỷ niệm bữa nay cho bà Diệu Hương mà bà mới cười rồi bà quên bệnh nha bữa mà đám bà cụ á đám bà cụ mất á dạ. Thì hai mẹ con mới tới thăm mà thay gì không biết cúng dường sao mà có như mất hết sao mới về tiền mất tiêu hết trơn mà thấy thò thì hỏi mà tới ủa sao dạch ra nhiều quá trời. Phải ai chị còn nhớ không? Nhớ thầy nói kể chuyện đó. Phải ai tới tôi cũng được vậy, có khi bốc hết à. Bốc quê đó, bởi vì để nhiều túi quá, cái bốc bên đây bốc kia, nhắc hai ba cái vô. Nó ai cũng như bà Hòa, chắc mình đỡ lắm. Bởi cái đồng tiền nó sức mạnh đó chứ mà. Mạnh lắm chứ. Mà tới thì về tức cũng không được, mới điện hỏi. Bây giờ hỏi cái tâm ban đầu của cụ có bao nhiêu nói đi thôi được rồi hỏi biết thầy có nhận thì được rồi mà nói là nếu cái tâm ban đầu cũng bao nhiêu à, giờ thì bây giờ còn đòi hối lại hối thiệt mà không chịu cũng giờ còn thối nữa mà biết là mình nhận là mình là chắc sự hà nhà sợ rớt bác uổng hả nó cần hỏi con đó đâu là không cái tâm ban đầu mà cũng cúng tôi bao nhiêu cái đó bộ đất trời bà nào cũng bà Hòa đỡ cho mình biết. Ở đây nói chuyện vui cười với cụ đó. Nụ cười mười thơ tốt mổ rồi. Rồi thoải mái, chị nhớ đấy là khỏe lắm. Để không sao đâu, chắc nhớ đi. Chắc nhớ đi nghe lời tôi làm như vậy nha. Thôi mà họ hỏi thì lúc đầu tôi cứ bao nhiêu vậy? Tâm ban đầu, cái tâm ban đầu, nghĩa là lúc đầu định cúng bao nhiêu? Không nhớ nổi sao nhớ? Không nhớ thì nhớ. Nhớ tự phân mấy mà. Bà đâu có nhớ. Nhớ, tất cả nhớ. Chính là chỉ có muốn 20 thôi. Mới có 3 năm mà đâu có, một là đâu. Chỉ có 20 thôi. Nghèo, chứ chưa bao giờ tôi cúng dường 20 thôi. Thế hả? Người ta cúng 50 khoảng trăm thì đó. Trời ơi, thật không bà nội? Thiệt, hồi đó giờ. Không có tín dụng 20 à?
Tôi đọc là 2 đồng với 5 đồng không mà bà nội nói gì kỳ vậy? Không, mẹ con, gia đình con là anh em con là một lần cúng là 100 với 50 lên chứ không có dưới. Chưa có 5 10 đồng dạ, với tao mày. Không, không phải nói, mấy xin lỗi nó phải là tên nghèo, thường thường mấy người nghèo nó sang lắm. Còn mấy người gì mà tiền nhiều quá họ rỉ. Con này con rách ra được, con phải nói sao chứ. Con là rách rồi, con thuộc lại rách rồi. Nhưng mà mẹ con á là mẹ con á để tiền tùm lum hết trơn. Nghĩa là cái một cái bao nhiều khi 100, nhiều cái bao 200, nhiều cái bao 150 như này nọ. Cái không có để tên không nhớ, cái đưa lộn cái là đó đâm ra. Về bà cụ nó mất lộn tiền con không biết. Giờ đâm ra mới gọi, mới hỏi thầy. Cái gì lắc cái gì đó. Vâng, đi được hết. Đây, lại xong là kể chuyện vui con thấy không, là thở đó. Kinh lắm à. Nên mỗi lần về là than thở lắm. Mỗi lần đi xong về là rách rưới hết trơn. Về là hết. Về là than thở còn thì phải than, hết rồi phải than. Chứ giờ làm sao giờ đi đâu đó. Lâu rồi, không liên lạc với gia đình con. Đây hả? Ba, tự nhiên. Cũng gần cả năm rồi đó. Hơn năm mà nếu mà từ thời đó tới giờ hơn năm mà trúng mắm đó. Hồi đó mày có quen bà không? Dạ có, liên lạc bà con. Hồi đó tôi với bà là hai bà người, hai người già. Trời mưa như là chuột lột vậy đó. Cũng khiêng hai khúc cây mà quăng lên trên trước cửa chính điện đó, bà nhớ không? Làm cái đó hả? Khiêng cây cưa đó. Lăn từ ở chỗ Phật Quan Âm mà lăn ra. Lăn ra cái lỗ thung lũng đó. Mới đưa lên trên. Đưa lên khỏi cái cầu thang đó rồi. Tám mấy tuổi rồi đó. Tám mấy bà lớn tuổi anh chị á. Dạ. Bà lớn tuổi. Năm nay nếu đúng là 86 rồi đó. Thế à, bà Thiện á thưa này. Ừ. Bà khỏe lắm. Mà đi vậy mà vẫn còn ngấy ngấy. Nhờ đi nhiều. Bà Thiện có coi giấy tờ phải không? Chứ không. Trời ơi. Thầy nghe bà nói chuyện hả? Bà nói nữa. Trời thần lắm. Thầy hỏi xin số phone bà mà chuyên môn cho số phone người. Không có thầy. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cụ Dự Hương có cơm đãi không, ngày nào ông ba người tới đây kể chuyện cho bà cười. Ê hả? Trời ơi. Biểu bà đọc số phone cho bà số phone người ta. Bà nói bà cho tôi số phone không trúng thôi đấy. Bà viên số mấy? Bà viên không trúng rồi bà đổi thừa tôi không cho. Không, không tại vì cụ đâu biết chữ, nó nghe cụ không rành. Cụ chỉ cái số thì cụ ghi được hết, chứ còn chữ cụ không có rành. Không biết chữ thì... Thầy viên kêu mua cho số người không à? 938. Không biết đâu, mà ta biết là bà tám mấy rồi. Tám mấy rồi đó. Dạ. Hơn tuổi má mày. Má mày chứ bảy mấy rồi. Không, là hơn rồi. À, thật sự ra... Ở nhà bà khỏe, ở nhà bà khỏe. Ba yeah. Hồi của nó còn tuổi Sửu, ba hồi của nó còn tuổi Dần. Trả giá, bà Thiện nói chuyện là phải rồi, bà Tư á thì nhỏ là Thiện một chút. Mà Tư á, bà cụ ba hồi đó còn tuổi Sửu, ba hồi đó còn tuổi Dần, tôi biết tuổi gì thiệt là ba hồi đó tuổi Tý nữa. Nếu tuổi Tý là 87, mà tuổi Sửu là 86, mà tuổi Dần là 85. Hôm nay á, lớn vậy đó chứ đâu nhỏ đâu. Coi gì hay xanh mà coi gì. Con xin phép không? Yeah. Đi của bà. Rồi bà Tư giờ cũng biết ở đâu nữa. Thì sáng giờ... Ê con. Dạ. Yeah. Sáng giờ mẹ ăn gì chưa? Dạ có. Để con có nấu cháo. Mày lấy đại lon sữa mày cho mẹ uống thử cái được. Mày, dạ. Mày nếu mẹ uống cà phê được cho tí cà phê được. Dạ không có cà phê. Không biết là giờ... Uống thử cái, uống thử cái. Công của thầy đó thầy có lòng á. Lấy bà uống. Ai đi chưa chắc gì chắc. Chị nói đúng đó. Bà nói hồi đó làm giống như là bà đi lính vậy. Bà nói bà khai tụi lên tụi xuống, tụi hụt tụi sư lên tụi xuống đó. Bà nói vậy á. Tôi nói thôi bà nói chuyện trời thần với ông nội cũng muốn biết theo bà nữa. Vậy mà mới đó vậy mà cách xa nhau cả năm hết rồi đó. Thế lần này thì hơn một năm từ ngày mà gieo giống năm mùa trước mà gieo giống tháng 4 á. Bà gieo giống với thầy nói chuyện. Dạ. Thầy giờ với bà Mầu nói chuyện với ba người mẹ tôi nói trời ơi sao chuyện của mấy ông với bà tôi đâu có biết chuyện gì đâu, không giờ đưa qua đây cho tôi nghe chi trời. Rồi đi nói bằng đầu thì còn nói đàng hoàng chút, lát thôi nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Đừng rồi nghỉ đi, nghỉ tới đây nghỉ đi. Nó vậy mà nó yên đó, nên giờ bà nay thấy sống khỏe. Giờ thôi tới thăm bà vui, thấy bà vui mừng rồi.
cười rồi. Là vui rồi, còn nhớ được cậu. Dạ, chỉ cầu nguyện như nè, biết đâu cái phép màu nào đó cho tự nhiên giống như bà cụ sinh vậy đó, cụ đau bụng cái cụ sổ ra cái rồi cụ khỏe lại. Cụ sinh vậy đó. Mà thiệt, tính ra cụ sinh, tính ra cứ hay là mỗi là cụ sổ ra cái là cụ khỏe là lâu thiệt lâu hết chứ. Dạ. Tính là mấy cái trong cái cung bại bị vấn đề máu huyết. Mấy chừng như mười mấy hai chục năm không? Ôi giời, cả 70-80 năm mẹ. Không, cái từ ngày mà cụ nằm chỗ à, đó. Dạ. Là bắt đầu vậy đó, cụ bà biết không? Tôi ở đó tôi biết mà, nó khó cụ, cứ là cụ mê man. Tới từng mà bữa nào mà nó bát nhát á, nó sổ nó thuốc dữ lắm. Là bắt đầu là ngày sau là cụ đòi ăn cơm, cụ kêu leo lẻo là có khi bò là nổi luôn đó. Mà lúc đó 100+ tuổi đó chứ. Thì biết đâu, giờ tới không đây rồi cũng mong cái phép màu nào đó vậy. 104 105 chết luôn, chết rồi. Chứ giờ biết đâu, thật sự ra con người á thì gọi là số, thấy chưa ba, mạng, rồi nghiệp. Ba cái hết nó mới hết nghe cụ. Ví dụ cái số cụ hết, rồi cái mạng cụ chưa có hết, rồi cái nghiệp cụ chưa có hết. Cũng vậy, vậy sống không phải dễ sống, mà chết không phải dễ chết đâu. Cái đó thầy không nói về tâm. Còn tôi thì tôi nói về tướng. Thiệt. Bà cười lắm. Tôi thì tôi nói về tướng. Cái giọng nói của bà là tướng, âm thanh á. À, làm cho âm, tôi tướng thấy, âm. Âm tướng ừ. Âm thanh đó chứ không phải là âm tướng. Rồi làm cho tôi thấy là người ta nói sao tôi không biết, nhưng mà qua cái âm thanh nói chuyện đó thì tôi thấy rằng là chưa phải là lúc để mà nói với tôi như vậy. Cái thứ hai nữa là sắc. Thanh và sắc á, nhìn bả kìa kìa, ai nói bả sắp chết đâu. Tôi không có tin. Bởi vậy cho nên tôi nói dựa vào hai cái nguyên do này đó thì tôi thấy rằng là 10 bữa nữa thôi thì qua hết cái tháng năm này là hết xung khắc, mặc dù bị tam tai nhưng mà nó hết xung khắc. Qua tháng năm bà bắt đầu đi lên đường hầm 13 nữa rồi đó. Rồi, còn mong như vậy. Ok. Thôi bây giờ cụ giữ vậy đi. Thôi bây giờ xin đỡ lại ông ra với ông ba luôn nha. Hả? Không có rảnh không? Rất là phê. Đi thì kêu vô vũ ra đi. Ờ đó, trời ơi, đi chứ nó có sao gì đâu, có đường tôi không biết nghe. Bữa nào rảnh rượu vô đi. Ờ, kết rồi đó, kết rồi. Bây giờ là nói cụ nghe nè. Bây giờ nói là ông ba nói cũng có lý. Bây giờ á, thật sự ra bây giờ ở đây cũng không ai là Diêm Vương vũ sổ ai được hết trơn á. Nhưng mà toàn là đón không à. Nhưng mà ví dụ vậy nè, nếu đón đúng thì cũng mừng. Mà nếu đón sai thì cũng không sao, bởi vì lý do rằng nếu mà cụ luôn nào giữ cái tâm của vui cười vậy nè thì sống chết nó cũng như nhau, thanh thản. Dạ thì bây giờ á, nếu còn cái áo cũ mà nó dơ quá mặc hôi nó mệt chứ làm gì thì đi thay giặt. Cái áo từ thì ông từ nó tu cái áo vàng á. Bà đi hiểu áo vàng ông mới. áo vàng như vậy đó. Có, chị thôi, nói là chị đi trước. Mà bà đi dạ. Trước số vậy là không có tốt đâu nha. Dạ. Không được. Thôi, rồi tới thăm chút rồi về dạ. Nha. Okay. Vui chút rồi. Rồi vui ha. Nghe lời okay, tôi nha. Làm dạ, như vậy nha. Dạ. Nhớ lời tôi nha. Dạ. Biết đâu á. Nghe. Dạ. Nghe. Dạ. Không biết đâu trời. Cái duyên mình còn gặp nữa. Dạ, ok rồi. Dạ, rồi. Dạ, rồi. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Rồi. Dạ. Tôi bắt về nghe con ơi.